Chiếc Bánh mến chào anh chị em. Ngày 13 tháng 10, 2021 vừa qua, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, giám quản tông tòa giáo phận Hưng Hóa, đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Sơn Lộc để truyền chức cho linh mục 11 phó tế, trong đó có linh mục đầu tiên người Hơ Mông, đó là cha Giuse má A Cả. Tân linh mục phục vụ tại giáo xứ Đồng Hẻo có 1.700 tín hữu Công giáo người Hơ Mông, trong đó có 66 người được rửa tội trong năm nay. Hồi tháng 2 năm ngoái 2020, sau khi chịu chức phó tế, thầy Giuse má A Cả nói rằng ưu tiên của tôi là loan báo tin mừng cho những dân làng bản địa, giáo dục con cái họ và giúp đỡ họ bảo tồn các truyền thống, văn hóa và ngôn ngữ của họ. Cha Giuse Cả xuất thân từ giáo xứ Hậu Thào thuộc tỉnh Lào Cai. Cha năm nay 38 tuổi, sinh năm 1983, trong một gia đình Hơ Mông có 11 người con. Thầy Cả gia nhập Đại Chủng Viện Thánh Giuse ở Hà Nội năm 2011 và được cha Phêrô Phạm Thanh Bình ở Sa Pa đồng hành nâng đỡ. Chúc mừng cha mới và cộng đoàn anh chị em Hơ Mông, hiệp ý tạ ơn và cầu nguyện cho những thao thức của cha được thành sự. Vì đại dịch nên các tín hữu Công giáo địa phương cũng như gia đình của các cha mới không được tham dự thánh lễ truyền chức hôm 13 tháng 10 vừa qua. Nữ tu Maria Cứ Thị Quỳnh Hoa, hội dòng nữ Đa Minh Bắc Ninh và là nữ tu đầu tiên người Hơ Mông nói rằng: "Chúng tôi rất vui mừng và hy vọng sau lễ truyền chức linh mục này, và chúng tôi cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng tôi linh mục người Hơ Mông đầu tiên từ khi Công giáo được tổ tiên chúng tôi truyền lại cách đây hơn một thế kỷ. Chị cũng tin tưởng lễ truyền chức cho cha cả sẽ giúp hỗ trợ việc truyền giáo cho những người dân tộc và khích lệ người trẻ bước theo ơn gọi linh mục và tu sĩ để phục vụ các cộng đoàn của họ." Nữ tu Quỳnh Hoa phục vụ tại giáo xứ Sàng La Phán với đa số các tín hữu Công giáo là người Hơ Mông thuộc tỉnh Yên Bái. Chị đã làm việc với một nhóm người dân tộc tại tỉnh Bắc Cạn trong những năm trước đây. Chị cho biết việc truyền giáo mang lại thành quả khi các thành phần cộng đoàn cùng nhau làm việc vì họ biết các phong tục và lối sống của họ. Nữ tu Quỳnh Hoa đã giúp ba thiếu nữ người dân tộc gia nhập ba dòng tu ở địa phương. Giáo phận Hưng Hóa hiện có 20.000 tín hữu Công giáo người Hơ Mông, trong đó có 16 chủng sinh và hơn 10 nam nữ tu sĩ. Đây là giáo phận có diện tích lớn nhất tại Việt Nam với 261.000 tín hữu thuộc 136 giáo xứ và 700 giáo họ thuộc 9 tỉnh và một phần của Hà Nội. Giáo phận có 174 linh mục, kể cả các cha mới chịu chức